đẹp quá. Em nói với chị, em là người làm ăn chân chính và tôn trọng pháp luật. Chú càng nói giờ càng thấy xấu hổ với chú quá. Em chẳng cần ai tin em hết, chỉ có chị tin tưởng em làm vui rồi. Cảm ơn chị. Chị ăn thêm đi. Ngon quá, món gì cũng ngon hết. Chị à, ừ? Em có món quà này tặng chị nè. Em nghĩ chắc chị thích. Để em đeo cho. Để em đeo cho chị. Wow, đẹp quá. Chú làm chị. Chị đeo cái này trẻ ra nhiều tuổi đó. Rất sang. Nhưng mà chị cảm giác là đồ này sang quá với chị đó. Không có đâu, em thấy thích hợp với chị mà. Chị đã đẹp thiệt hả? Dạ. Cảm ơn chú nha. Có gì đâu, chị thích em vui rồi. Không hiểu sao cái quà nào chú mua cho chị cũng thích hết đó. Dạ, em cảm ơn chị. Em mời chị. Trời ơi, thiệt là cái màn hình lớn nhìn màu sắc nó cũng đẹp hơn. Con thấy vậy không? Sao cái mặt cứ nhăn nhăn vậy, giống y như ba vậy đó. Thôi con vô phòng đi, không muốn coi nữa thì thôi nha. Con vô đi. Ủa chị Tiết, chị vô nhà chơi được không? Chị vô đi, lâu lắm mới qua chơi với em đó. Ý, trời ơi, bộ bàn ghế đẹp quá vậy nè. Đẹp không chị? Trời ơi, nhà cửa khang trang ghê á. Toàn đồ mới không à? Toàn đồ mới phải không? Quà tặng đó chị. Quà tặng hết á hả? Dạ. Ra ngồi uống nước với em đi chị. Em kể cho nghe. Nè chị ngồi đi. Công nhận chú Triệu có phước thiệt đó nghe. Ngày xưa ông nhà tôi cũng làm cảnh sát, mà có ai tặng gì đâu. Nhưng mà người ta có tặng ông Triệu nhà em đâu. Người ta tặng em. Đồ của em hết đó. Chị uống nước đi. Trời, ai mà tốt dữ vậy. Chị ơi, ở bên ngoài vẫn còn nhiều người tốt lắm, hên là mình gặp à. Trời ơi, tôi gần xuống lỗ rồi nè, mà chưa gặp được người tốt nữa. Chị giỡn hoài. Mà công nhận nha, về quê có mấy bữa mà giàu lên thấy rõ luôn vậy. Cũng đã đến lúc phải khấm khá hơn rồi chị à. Hey, như vậy là chú Triệu hết sầu não rồi, phải không? Cái ông Triệu nhà em chỉ sầu não với công việc thôi, chứ còn ba cái chuyện đất đai, nhà cửa, tiền tài, vật chất, ổng không quan tâm cái gì chị ơi. Không có gì động đến ổng đâu. Thôi, được cái này mất cái kia cô à. Đằng này em thấy chả được cái gì hết. Thôi chị đừng nhắc tới ông ấy nữa. Bữa nay chị qua em chơi á, ở lại đây ăn cơm với mẹ con em đi ha. Lâu rồi chưa được ăn cơm em nấu. Dạ, vậy chị ngồi đây đi ha. Chờ em đặt nồi cơm rồi em ra với chị. Công nhận khám khá lên thấy rõ. Chị Nhàn à, lần đầu tiên chị đi du lịch như thế này hả? Thì chị hỏi chú, cả đời chị chỉ biết ở trong bếp phục vụ chồng con, làm gì có điều kiện mà đi đâu. Chị, rồi đây chị sẽ được đi du lịch thường xuyên. Còn nhiều chỗ đẹp lắm chị. Chú cứ đùa chị. Em có đùa chị đâu, em nói thiệt mà. Chị không tin em. Nếu chị về làm trưởng phòng cho công ty của em thì có gì đâu mà không thể chứ. Chú nói chị về làm trưởng phòng kinh doanh cho công ty chú hả? Dạ. Thôi đừng có xoáy vào nỗi đau của chị nữa, để cho chị yên. Em mời chị chân thành mà chị lại không tin em. Chú thiệt tình hả? Em thề đó. Nhưng mà lỡ chị không làm tốt thì chú có hối hận không? Em tin chị. Em tin vào khả năng của chị. Chị rất xứng đáng có một vị trí ở trong xã hội này. Chị mang ơn chú quá. Chị lại khách sáo với em hoài vậy. Chị làm trưởng phòng kinh doanh cho công ty của em, em rất yên tâm. Với lại em sẽ hậu đãi cho chị một mức lương rất xứng đáng. Chẳng bao lâu chị sẽ có nhà lầu, xe hơi. Chứ ba cái chuyến du lịch này mà nhằm nhò cái gì. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng mà Cần Khải nói tốt với bà là có lý do. Nó đang lợi dụng bà để làm chuyện phi pháp. Bà làm ơn bà nghe tôi lần này đi, đừng có liên quan tới đó nữa. Chị Nhã, chị suy nghĩ gì vậy? Không sao em. Đột nhiên chị thấy đói quá. Hay là mình đi ăn cái gì rồi mình đi tiếp nha. Dạ được.